Xin chào Trung. Ngay từ cái tên từ thiện thật đã khiến tôi thực sự là tò mò rồi. Vậy thì từ thật ở đây nghĩa là gì vậy? Từ thật ở đây có nghĩa là chân thật, thật từ tâm, từ trái tim, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng những điều nhỏ nhất xuất phát từ tâm của mình. Và đặc biệt là từ từ thật muốn giúp đỡ hoàn cảnh nào thì hoàn cảnh đó sẽ được theo dõi, thì mọi người có thể được nhìn thấy tương lai của những hoàn cảnh đó ra sao trên website cũng như là fanpage của từ từ thật. Có lẽ rằng thì mỗi người đến với từ thiện theo một cách khác nhau. Còn với Trung thì Trung đã đến với từ thiện qua những kỷ niệm như thế nào vậy? Có một lần là tôi đi với mẹ và mẹ trở qua một cái hoàn cảnh đang ngồi ăn xin một bác già, và tôi có kéo mẹ lại là mẹ cho con 2 phút để con chạy lại kia con cho bác cái kẹo mẹ vừa mua. Lúc đó thì tôi không nghĩ rằng là mẹ sẽ cho tôi mang kẹo về cho bác đấy, vì là đây là một cái kẹo mà mẹ mua cho tôi. Nhưng tuy nhiên tôi nói với mẹ rằng là con thấy bác ấy cần hơn con, thì tôi đã cho bác ấy cái kẹo đó. Mình chia sẻ với họ bằng tình cảm nó còn hơn rất nhiều khi họ nhận được một khoản tiền lớn mà không biết được số tiền đó xuất phát từ ai, từ đâu. Tôi thấy rằng thì hội từ thiện thật, những thành viên của hội thường là những bạn còn rất là trẻ, những bạn học sinh, sinh viên. Vậy phải chăng đó là tiêu chí lựa chọn thành viên của hội từ thiện thật và mục đích việc đó là gì vậy? Đó chỉ là một phần tiêu chí của từ thiện thật mà thôi. Trong từ thiện thật có rất nhiều thành viên, có cả lớn, có cả nhỏ tuổi, có cả thậm chí những em bé. Tuy nhiên thì phần lớn vẫn là các bạn trẻ. Lý do mà tôi muốn các bạn trẻ tham gia nhiều hơn ấy, để các bạn ấy có một môi trường hoạt động thật là bổ ích này, có một cuộc sống thật là ý nghĩa, giúp được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Và từ đó thì các bạn sẽ thay đổi cái tâm trí của mình. Ngay trong cái kỳ thi đại học cao đẳng vừa qua thì hội từ thiện thật có mang 1.000 cốc tào phớ thật đến cho những sĩ tử và những gia đình, những người thân mà đưa họ đi thi. Vậy thì khi đó thì cảm nhận của họ khi nhận được cốc tào phớ trong một cái thời tiết nóng nực như thế này như thế nào? Một cái bậc phụ huynh có nói rằng là thật sự là rất may mắn, năm nay là năm đầu tiên có cái chương trình tào phớ thật này. Công nhận là rất cần một cốc tào phớ cũng như là một cốc sữa đậu nành để mà giải khát ngay lập tức khi mà đang chờ con em mình thi ở trong kia. Và các em khi mà thi xong thì cũng rất là cần một sự giải khát như vậy. Và đây là một điều thiết thực. Còn các sĩ tử thì nói rằng là lần đầu tiên thì em thấy rằng là đây là một cái chương trình mà rất là ý nghĩa. Khi mà các em thi, và em thi trong này cũng rất là căng thẳng, cũng rất là lo bố mẹ ở ngoài không biết là nắng nôi như nào, thì các anh chị từ đời thật đã mang đến những cốc tào phớ, những cốc sữa đậu nành mát lạnh đến thì em cũng rất là yên tâm để thi. Thì qua đây thì tôi muốn nói rằng là chúng tôi biết được rằng các phụ huynh chính là những người đã sinh thành cho chúng ta, những người đã nuôi nấng chúng ta cho chúng ta ăn học. Thì từ thật muốn tri ân một chút gì đó cho các bậc phụ huynh đang nắng nuôi ở ngoài và giúp cho các bạn học sinh, các bạn sĩ tử có một cái tinh thần tốt để thi. Mỗi người góp một chút, thậm chí những em nhỏ mang một nắm gạo bằng nắm tay nhỏ bé cũng đã tạo nên một kho gạo thật. Kho gạo này luôn mở cửa giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi người được phát một phiếu, mỗi tháng được 10 kg gạo đều đặn trong suốt một năm. Gạo thật, trái tim thật, bánh quy thật, hay sắp tới dự định sẽ là một chiếc cầu qua sông thật dành cho những em nhỏ vùng cao. Những bạn trẻ trong hội từ thiện thật vẫn luôn chung tay từng bước thực hiện với mong muốn tạo một môi trường lành mạnh cho các bạn trẻ và mang lại nụ cười cho tất cả mọi người. Được biết rằng thì hội từ thiện thật hiện nay không chỉ có mặt ở Việt Nam mà còn đang phát triển trên một số quốc gia khác như là Mỹ, Ý hay Nhật Bản nữa. Và có lẽ rằng trong tương lai thì hội từ thiện thật còn muốn phát triển trên nhiều quốc gia nữa. Vậy thì mục đích của việc đó là gì vậy? Tôi muốn thông qua từ thiện thật thì tất cả người nước ngoài, những người nước ngoài họ sẽ biết được văn hóa, ẩm thực và tình người của người Việt Nam. Mỗi một bạn du học sinh ở các nước ấy, tôi giao nhiệm vụ cho các bạn ý rằng các bạn hãy kêu gọi những Việt Kiều, những bạn học sinh cùng học các bạn bên nước đó để làm món ăn của người Việt Nam. Ví dụ như là bánh chưng này, bánh giò này, bán cho người nước ngoài với giá rẻ thôi, $1 hoặc thậm chí $1 hai cái bánh. Nhưng tuy nhiên số tiền đó sẽ được chuyển về kho tiền mặt của Việt Nam, của từ thiện thật Việt Nam và công khai hoàn toàn trên website. Và kho tiền mặt đó giúp đỡ ai cũng được công khai trên trang chủ. Và có thể thấy rằng là chỉ cần $1-2 nhỏ nhoi của chúng ta thôi, chúng ta vừa được ăn món ăn của Việt Nam, vừa giúp được rất nhiều người hoàn cảnh khó khăn. Và qua đấy thì họ cũng hiểu được rằng cũng là sự đoàn kết của người Việt Nam ở khắp nơi, chứ không phải chỉ ở Việt Nam không, khắp năm châu luôn. Hiện nay thì những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì luôn luôn được xã hội quan tâm và giúp đỡ để các em vượt qua những hoàn cảnh như vậy qua một số chương trình lớn như là Cơm Có Thịt hay là Phẫu Thuật Nụ Cười. Vậy thì về phía hội từ thiện thật, các bạn có những hoạt động đặc biệt nào hỗ trợ các em nhỏ hay không? Mọi người cũng có thể thấy họ giúp được rất nhiều người, nhưng tuy nhiên từ thiện thật có một điều khác biệt, không giúp nhiều, không giúp đại trà mà giúp từng hoàn cảnh, đi sâu vào một hoàn cảnh. Đợt vừa qua thì có giúp được một em bé tức là Bim, nhưng mà tôi có đặt tên lại cho em ý là Thành Tâm. Đầu tiên là em không có nhà để về này, không có cơm để ăn, không được đi học. Thì hiện tại em ấy đã được đi học ở trường Dream House ở Olympia cho đến từ cấp 1 cho đến cấp 3, mà đó là do từ thiện thật kết nối thôi.
không ai phải bỏ tiền ra hết. À, vâng, có lẽ rằng một cử chỉ nhỏ thôi như một bàn tay nhỏ của một em bé cầm một nắm gạo giúp đỡ những người khác thì không những mang lại hạnh phúc và nụ cười cho em bé đó, lại còn mang lại hạnh phúc nụ cười cho những người được giúp đỡ và cả những người xung quanh nữa. Và hy vọng rằng trong thời gian tới thì nhóm Từ Thiện Thật sẽ ngày một phát triển hơn nữa và giúp được nhiều hoàn cảnh hơn nữa. Vâng, cảm ơn Trung trong một trò chuyện rất là thú vị.